Vâng, xin chào tất cả anh chị, và ở video này cô Thân sẽ hướng dẫn để các anh chị chúng ta có thể làm mẫu chúc mừng sinh nhật siêu nhanh. Đầu tiên thì các anh chị chúng ta sẽ vào kho tài nguyên của cộng đồng 99 Studio. Sau đó khi các anh chị chúng ta mở lên thì chúng ta sẽ thấy. Rồi, ok, các anh chị chúng ta sẽ bấm vào phần Home. Và ở đây có rất là nhiều những cái mẫu mới các anh chị có thể xem. Đó, các anh chị chúng ta có thể xem và vút lên. Đây là cái mẫu về các câu nói chuyển động lực này. Đây là mẫu 20 tháng 10 đợt vừa rồi, rất là nhiều mẫu. Thì nhiều anh chị chúng ta không để ý từ này nhá. Các anh chị chúng ta bấm vào See More để được loát hết tất cả, nhìn thấy hết tất cả các cái mẫu. Rồi, và có những cái mẫu nào đẹp thì thầy sẽ up lên đây. Và chúng ta chỉ có 2-3 bước thao tác là chúng ta có mẫu đẹp rồi. Và bây giờ thì mẫu chúc mừng sinh nhật ở dưới này nhé. Các anh chị chúng ta kéo lên đây, mẫu pattern cũng rất là đẹp. Đấy, mẫu sale 20 tháng 10 thì chúng ta có thể sale thứ 6 hoặc là các cái chương trình ưu đãi. Background zoom này, avatar này, đó. Ảnh rất là đẹp luôn. Rồi, ok, bây giờ đến mẫu về hàng ngàn ưu đãi này. Rồi, mẫu sinh nhật đây rồi. Các anh chị chúng ta chỉ cần bấm vào. Sau đó thì chúng ta bấm vào tạo mẫu này. Rồi, và các anh chị chúng ta hãy chuẩn bị một cái ảnh đẹp. Nó sẽ load đến trang Canva. Các anh chị chúng ta cần phải tải Canva về. Rồi, bây giờ thì việc của chúng ta là chúng ta chưa thể sửa được. Anh chị chúng ta bấm vào 3 chấm. Bấm vào tạo bản sao. Rồi, sẽ copy thành một cái bản sao. Sau đó thì các anh chị chúng ta mới bắt đầu sửa được. Các anh chị chúng ta bấm vào hình ảnh. Đó, lúc này ở đây nó có một cái khung tím này. Chúng ta bấm chữ thay thế. Sau đó thì các anh chị chúng ta chọn đến một ảnh đẹp. Các anh chị chúng ta đưa vào đây. Rồi, có ảnh sẽ tự động xóa nền, có ảnh không, ví dụ ảnh này không tự động xóa nền thì chúng ta sẽ bấm vào Magic Studio. Chúng ta sẽ chờ một chút và đây là các cái tính năng này, bấm vào chữ xóa nền. Anh chị nào chúng ta chưa có Canva Pro thì inbox để cô Thơm tặng nhé. Và anh chị chúng ta vào trong nhóm thành viên VIP sẽ được vào, được duyệt vào kho tài nguyên ở đây. Rồi các anh chị tùy theo ảnh, nếu chúng ta cho to cho nhỏ thì các anh chị chúng ta có thể kéo ở đây và có thể chỉnh sửa cho nó cân đối. Rồi, các anh chị chúng ta xong thì chúng ta bấm X đi. Tiếp theo, các anh chị chúng ta muốn sửa, ví dụ đây là ngày 24 tháng 10, đây là sinh nhật, thì các anh chị chúng ta bấm vào chữ và bấm vào chữ sửa. Sau đó thì các anh chị sẽ ghi đó là 24, Enter, tháng 10. Rồi, đã xong. Giữa Happy Birthday mình cũng có thể thay, đúng không ạ? Chúc mừng sinh nhật. Mình bấm vào chữ này, bấm vào chữ sửa này. Và mình thay bằng có thể là bạn hoặc là chị. Ví dụ ở đây cô Thơm sẽ ghi là chúc mừng sinh nhật chị Nguyễn. Chúc chị Nguyễn sinh nhật vui vẻ thành công trong công việc. Ok, xong. Đó, vậy là xong rồi. Còn ảnh này, nếu như mà ảnh mà chưa được sáng hoặc tối thì các anh chị chúng ta có thể bấm vào điều chỉnh ảnh. Sau đó thì các anh chị chúng ta có thể bấm vào độ sáng. Ảnh này thì ok rồi. Tuy nhiên là ví dụ như chúng ta muốn sáng tối thì các anh chị bấm vào đây. Vậy là xong, các anh chị chúng ta bấm vào lưu về là chúng ta có một ảnh để chúc mừng sinh nhật cho bạn mình. Rồi, anh chị nào có những người bạn sinh nhật thì hãy inbox ngay cô Thơm để được trở thành thành viên trong cộng đồng học nâng cấp trọn đời về công nghệ, và đặc biệt đó là các anh chị chúng ta được vào kho tài nguyên rất là nhiều mẫu đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những mẫu video sau nhé.